Công ty ô tô Toyota Việt Nam hân hạnh thực hiện chương trình này. Xin chào các bạn khán giả nhỏ, ngày hôm nay Diệu Nhi đã giữ đúng lời hứa với các bạn khán giả nhỏ cũng như là các bạn cầu thủ nhỏ của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là Diệu Nhi đã mời được anh Huỳnh Văn Thanh đã quay trở lại với chương trình Khi Trái Bóng Lăn của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, các bạn khán giả nhỏ và các cầu thủ nhỏ ở đây có muốn xem là anh Huỳnh Văn Thanh ngày hôm nay đến đây với chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta kỹ thuật trong bóng đá nào không? Tất nhiên rồi, chị Diệu Nhi cũng rất là muốn nữa, cho nên ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cầu thủ Huỳnh Văn Thanh cùng huấn luyện viên Hồng Sơn. Xin chào Huỳnh Văn Thanh, chào tất cả các em. Buổi học hôm nay của chúng ta có một cái kỹ thuật thỉnh thoảng các cầu thủ của chúng ta sử dụng trong vấn đề chuyền bóng, phối hợp với đồng đội hay kể cả dứt điểm cầu môn. Trong trận đấu thì Thanh có hay sử dụng các cái động tác gót để chuyền hay ghi bàn không? Trong trận đấu thì sẽ có sử dụng những động tác gót để mà chuyền lại cho đồng đội để cho bất ngờ đối phương. Kỹ thuật đánh gót sử dụng khi tạo điều kiện, tạo thuận lợi cho đồng đội hoặc khi đối phương kèm sát chúng ta. Chúng ta có thể làm động tác giả để đánh gót lại, truyền lại cho đồng đội và cũng có thể đánh gót dứt điểm vào cầu môn. Từng bước có thể thực hiện như sau: quan sát xem đối thủ ở hướng nào, bóng luôn luôn ở phía chân chúng ta để kiểm soát. Bước tiếp theo, chúng ta làm động tác giả đánh lừa đối phương. Bước tiếp theo, chúng ta sử dụng gót bàn chân. Ở đây gót bàn chân chúng ta có thể bằng gót chính diện. Hoặc cũng có thể từ phía hơi phía trong cạnh mắt cá. Và mắt cá ngoài, phía ngoài. Động tác dứt khoát. Rằng với kỹ thuật đánh gót, chúng ta phải có cái sự thông tin, quan sát và phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Ôi! Rồi, động tác rõ ràng. Sâu nữa, rồi, tín hiệu. Đúng rồi. Dùng gót chơi bóng là một kỹ thuật rất khó, đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của đôi chân. Chính vì vậy, để sử dụng kỹ thuật này một cách nhuần nhuyễn, thuần thục, không còn cách nào khác, đó là các cầu thủ cần phải tích cực tập luyện nhiều hơn nữa. Sau bài tập đánh gót chuyền bóng, tiếp theo, các cầu thủ nhỏ sẽ được anh Huỳnh Văn Thanh hướng dẫn kỹ thuật đánh gót để dứt điểm cầu môn ghi bàn. Hãy xem các bạn ấy thể hiện như thế nào nhé. Dùng tay để che hậu vệ đối phương ra rồi mình mới dùng gót được. Mình chạy đi. Đúng rồi. Đúng rồi.
tiền đạo chúng ta phải chạy cắt mặt phía trước một tí, che hậu vệ lại. Che hậu vệ lại, che hậu vệ lại. Con phải chạy trước để che hậu vệ lại. Che lại, mình dùng tay mình gài hậu vệ đối phương lại. Đúng rồi. Thật ra không cho hậu vệ được bóng. Phải nói rằng là kỹ thuật đánh gót cũng là một kỹ thuật rất là khó, phải không Thanh? Bài tập này là nói chung là nâng cao so với các em thì nó hơi khó một tí. Đúng rồi. Nhưng mà động tác này vào trận đấu thì nó làm bất ngờ đối phương. Đối phương không nghĩ là chúng ta sẽ đánh gót. Đúng rồi. Nên sẽ rất là tốt nếu chúng ta thực hiện được những động tác như thế này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài tập để bổ trợ cho động tác ngày hôm nay. Và bài tập đó sẽ có Huỳnh Văn Thanh tham gia với chúng ta. Và trước khi bắt đầu thì các thủ môn hãy lưu ý không được chụp bằng tay. Chỉ được bằng đầu, bằng mình, bằng chân thôi, lưu ý nha. Bằng tay coi như thua đó. Trời đất ơi. Hai bạn. Hai đội đã què nha. Chia tay anh Huỳnh Văn Thanh, ở buổi học tiếp theo, các cầu thủ nhỏ của chương trình Khi Chơi Bóng Lăn sẽ được hướng dẫn một kỹ thuật bóng đá mới. Okay. Kỹ thuật đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo vào lúc 19:25 tối ngày 26 tháng 12 trên kênh truyền hình Let's Việt. Yes. Toyota, sống đam mê.